Nam, Malaysia, 19:30 ngày 16 tháng 11. Trước giờ bóng lăn, ba học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo nhận tin dữ. Quý thính giả thân mến, lời đồn đại về mối lương duyên giữa FLC và câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ được chấm dứt sau mùa giải V-League vừa qua đã được đồn dâm gian từ hồi giữa mùa. Nhưng chớ trêu thay, ngay trước trận đấu cực kỳ quan trọng với Malaysia để giành chiếc vé vào bán kết AFF Cup 2018, ông chủ của FLC đột nhiên lên tiếng khẳng định khả năng doanh nghiệp này sẽ nghỉ chơi với Thanh Hóa, từ bỏ đầu tư vào bóng đá. Hôm nay, trả lời với phóng viên, Bầu Quyết khẳng định: "Quan điểm của chúng tôi là nên dừng lại, thôi không làm bóng đá từ lúc này." Tập đoàn đã 3 lần làm công văn gửi Thanh Hóa đề nghị chấm dứt việc tài trợ, gắn bó với đội bóng. Chúng tôi muốn dừng, còn Thanh Hóa thì vẫn thiết tha thuyết phục FLC tiếp tục gắn bó, tiếp tục đầu tư, tài trợ. Chúng tôi muốn dừng lại, không chơi bóng đá nữa. Theo ông Bầu này, suốt 4 mùa bóng qua, FLC đã không tiếc tiền đầu tư để nâng tầm bóng đá Thanh Hóa. Cụ thể là mùa giải năm 2018, tập đoàn này đã đầu tư đến 120 tỷ đồng, nhưng thành tích đạt được lại không được như ý. Ông Trịnh Văn Quyết giải bày: "Mùa 2018 này, chúng tôi chi 120 tỷ đồng cho đội bóng. Con số đầu tư này là công khai, minh bạch, không cần giấu giếm. Một mức đầu tư lớn như vậy, nhưng chúng tôi vẫn phải chịu thuế cho việc mình bỏ tiền tài trợ cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Lý do khác là FLC Thanh Hóa đã cố gắng nhiều rồi, nhưng không thể vô địch V-League. Cho dù thành tích mùa 2018, giành Á quân V-League lẫn cúp quốc gia là tốt nhất lịch sử bóng đá Thanh Hóa từng có, nhưng nhiều cổ động viên vẫn không thỏa mãn. Với sự cương quyết này từ nhà tài trợ, nhiều khả năng câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ được bàn giao lại cho Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa quản lý ngay sau khi đôi bên chấm dứt hợp đồng tài trợ. Khi đấy, nguồn từ tài trợ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và rất có thể trong mùa giải tới, Thanh Hóa sẽ phải chật vật ở V-League thay vì chịu chơi, chịu chi như những mùa giải vừa qua. Khi đó, những Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng và Lục Xuân Hưng sẽ phải có những toan tính của riêng mình để thích hợp với tình hình. Đều là những tuyển thủ quốc gia với chế độ đãi ngộ tốt, việc chấp nhận ở lại trong hoàn cảnh câu lạc bộ gặp khó khăn sẽ là bài toán không hề dễ với họ. Mặc dù được đánh giá là đối thủ có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch của mùa giải và đang đứng vững ngôi đầu sau 2 trận toàn thắng, nhưng huấn luyện viên Tan Cheung-hwe vẫn tỏ ra khá khiêm tốn. Ông cho rằng việc giành được một điểm trước Việt Nam là thành công. Ông nói: "Ở Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo được công chúng, dư luận rất quan tâm. Ông ấy cũng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của các cầu thủ. Với Malaysia, chúng tôi đã giành được 6 điểm sau 2 trận đấu. Tôi hài lòng về màn trình diễn đã qua của đội. Với 6 điểm thì rõ ràng Malaysia có quyền được tính toán. Chúng tôi hài lòng nếu giành được 1 điểm trong trận đấu sắp tới. Tôi đã theo dõi bóng đá Việt Nam trong khoảng thời gian dài. Việt Nam là đối thủ lớn ở khu vực Đông Nam Á. Đó là đội bóng có lối chơi hiệu quả mà còn thu hút được." Chia sẻ về đấu Pháp trong trận đấu với tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Tang Cheung-hwe cho biết: "Trận đấu này, Malaysia sẽ phòng ngự thành một khối. Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng vào một số cầu thủ quan trọng như cầu thủ đội trưởng Văn Quyết. Tất nhiên chúng tôi sẽ không chỉ hướng đến một trận hòa, nếu có cơ hội thì Malaysia sẽ ghi bàn." Đánh giá về các cầu thủ Việt Nam, huấn luyện viên Tan Cheung-hwe đã cho biết ông đặc biệt lưu ý Văn Quyết, Quang Hải, Công Phượng. Ông nói rằng: "Trong đội hình Việt Nam, tôi đặc biệt chú ý tới số 14 Công Phượng, số 19 Quang Hải và số 10 đội trưởng Văn Quyết." Trong khi đó, Talaha, ngôi sao được xem là khắc tinh của Việt Nam, năm 2010, anh góp công giúp Malaysia đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0. 4 năm sau, Talaha cũng ghi bàn trong thắng lợi 4-2 của Malaysia trước Việt Nam ở lượt về bán kết, qua đó giúp đội nhà thắng chung cuộc 5-3 để vào chơi trận chung kết. Đánh giá về Việt Nam ở giải đấu này, Talaha cho hay: "Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam rất tốt, tôi hy vọng đây sẽ là một trận đấu chất lượng." Cùng với Talaha, Jaquan Adha là cầu thủ còn lại đã ghi bàn cho Malaysia ở AFF Suzuki Cup 2018 cũng đã cho biết: "Với chúng tôi, Việt Nam là một đội tuyển mạnh. Chắc chắn đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng với Malaysia. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Hàng thủ Việt Nam có một số vị trí rất chất lượng. Mọi vị trí khác cũng có sự tương tác rất tốt đối với hàng phòng thủ. Tuy nhiên, chúng tôi muốn có 3 điểm, nhưng như đã nói, sẽ không hề dễ dàng để Malaysia giành được số điểm tối đa. Malaysia sẽ cố gắng hết sức vì mục tiêu đó. Còn không, chúng tôi cũng phải bằng mọi giá giành được ít nhất 1 điểm." Ngay trước trận đấu với đội tuyển Malaysia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên tiếng khẳng định ông cùng các học trò hiểu rất rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ Malaysia và tự tin hướng tới một trận thắng tại Mỹ Đình. Chia sẻ trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành sự tôn trọng cho đối thủ, nhưng sự tự tin vào kết quả tốt nhất cũng được thể hiện rõ nét. Ông nói: "Từ năm 1998 tới 2013, tuyển Việt Nam và Malaysia đã gặp nhau tới 6 lần với thành tích 2 thắng, 2 hòa và 2 thua. Vì thế Malaysia là đối thủ không hề dễ chịu với tuyển Việt Nam. So với Malaysia, tuyển Việt Nam có lợi thế hơn là 7 ngày nghỉ. Vì thế, tôi nghĩ các cầu thủ sẽ đạt trạng thái tinh thần và thể lực tốt nhất.
tôi hy vọng toàn đội sẽ chơi với đúng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Nói thêm về tình hình lực lượng của tuyển Việt Nam lúc này, ông thầy người Hàn cho biết đội tuyển Việt Nam có một cầu thủ bị đau không thể ra sân trong trận đấu quan trọng này là Huy Hùng, còn lại đều sẵn sàng ra sân thi đấu. Trước những phát biểu của huấn luyện viên Tan Cheong Hwe của Malaysia khi tuyên bố giành một điểm trong trận đấu với Việt Nam cũng làm ông hài lòng, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo rất cảnh giác. Chia sẻ thêm về việc mình đã hài lòng với các học trò sau trận ra quân giành chiến thắng trước tuyển Lào 3-0, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói rõ mình chưa hài lòng. Ông cho biết tuyển Việt Nam vẫn phải khắc phục những hạn chế về tình huống tạt bóng cũng như cố định, và những ngày qua ông đã cho các học trò tập luyện rất nhiều để hạn chế sai sót này. Cuối cùng, huấn luyện viên người Hàn Quốc khẳng định mình cùng các cầu thủ đã nghiên cứu kỹ về đối thủ. Tôi từng đi xem các trận đấu của Malaysia, các trợ lý của tôi cũng từng đối đầu với họ trong quá khứ. Tôi nghĩ với những gì đã có, vốn hiểu biết về đối thủ đã đủ để lên đấu pháp hợp lý, giành chiến thắng trong trận đấu với Malaysia. Sự quyết tâm và sự tự tin có kết quả khả quan trước Malaysia của thầy Park cũng được tiền đạo đội trưởng Văn Quyết thể hiện khi khẳng định anh và các đồng đội sẽ ra sân với quyết tâm và khao khát chiến thắng lớn nhất để không làm phụ lòng khán giả Việt Nam. Văn Quyết chia sẻ, chúng tôi tôn trọng huấn luyện viên Malaysia cũng như các cầu thủ của họ. Tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, có 90 triệu dân đứng sau cổ vũ. Toàn đội ra sân với quyết tâm, khát khao vì danh dự để giành kết quả tốt nhất. Tất cả các cầu thủ tuyển Việt Nam đều sẽ ra sân với khát khao chiến thắng cao nhất trước Malaysia. Tôi kêu gọi anh em bước ra sân với tinh thần cao nhất như vậy, dù đối thủ có là ai. Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia được xem là chung kết của bảng A, bởi đội nào thắng sẽ nhiều khả năng giành vé vào bán kết cùng ngôi đầu và sẽ tránh được Thái Lan ở bán kết. Không sợ đội nào mới là điều đáng sợ nhất mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải đối đầu. Nhà báo Scott McIntyre nhận xét về các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bây giờ, tuyển Việt Nam không sợ đội nào ở AFF Cup. Không sợ, nhưng liệu có thắng? Phân tích trận đấu gặp Malaysia trên Mỹ Đình tối nay, nhà báo người Úc này tin rằng với việc sở hữu nhiều quân bài tấn công chất lượng như Quang Hải, Công Phượng, Văn Quyết và Anh Đức sẽ thật lãng phí nếu đội tuyển Việt Nam không mạnh dạn đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận áp đảo trong 90 phút sắp tới trước đối thủ. Đấy hẳn cũng là suy nghĩ của phần đông cổ động viên Việt Nam sau hai thành công chói lọi ở giải U23 châu Á và ASEAN 2018. Ngay lúc này đây, với đầy dẫy những tên tuổi được truyền thông và dư luận đưa lên tận mây xanh cùng lợi thế sân nhà, có lẽ tấn công để chiến thắng là phương án duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng tấn công liệu có dễ? Khi tấn công rõ ràng là điều khá xa lạ với các tuyển thủ Việt Nam dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trận thắng Lào 3-0, những pha phối hợp nhuần nhuyễn trước khung thành đối phương là điều mà những học trò của huấn luyện viên người Hàn Quốc này chưa thể làm được. Và giờ đây, trước mặt họ là đối thủ chưa từng thua trên sân Mỹ Đình. Trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Tan Cheong Hwe không hề giấu giếm ý định chơi phòng ngự nhằm kiếm một trận hòa trước Việt Nam. Đấy cũng là điều mà các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo quá quen thuộc ở cả hai giải đấu cấp độ U23 mà họ thành công trong năm nay, dưới triều đại của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Phòng ngự bao giờ cũng dễ hơn tấn công, và dù cho các tuyển thủ Việt Nam được xưng tụng khá nhiều trong suốt thời gian qua, thì khoảng cách trình độ giữa hai đội là không quá lớn, đủ để Công Phượng và các đồng đội có thể làm gỏi đối phương bằng sức ép từ lối chơi tấn công. Cũng nên nhớ rằng AFF Cup là giải đấu cấp đội tuyển quốc gia và tuổi đời của các tuyển thủ Việt Nam là còn khá trẻ. Xét về khía cạnh chuyên môn, hàng tiền đạo đang là mối lo lớn cho huấn luyện viên Park Hang-seo khi ông vẫn chưa thể có được sự ổn định với những lựa chọn chắc chắn nhằm ổn định lối chơi cho trục xương sống này. Xuân Trường, Quang Hải hay Hùng Dũng, đấy vẫn đang là câu hỏi lớn nhất của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu vừa qua trước Lào, rõ ràng việc kéo Quang Hải lùi sâu để làm bóng cho Công Phượng, Văn Quyết và Anh Đức khiến sức mạnh và sự đột biến trong những pha tấn công của đội tuyển Việt Nam giảm đi đáng kể. Nhưng nếu kéo Quang Hải lên tìm sự đột biến thì Xuân Trường liệu có căng đáng nổi việc cầm nhịp ở khu vực giữa sân? Ở hai biên, Văn Hậu và Trọng Hoàng thi đấu khá ấn tượng trong những pha gây sức ép của đội tuyển Việt Nam về phía khung thành của Lào, vừa tăng cường khả năng đưa bóng vào vòng cấm địa đối phương, vừa tạo điều kiện cho Xuân Trường băng lên dứt điểm. Nhưng đấy cũng là điểm yếu trước một Malaysia rõ ràng không cùng đẳng cấp với Lào. Những pha dâng quá cao cũng như không ít những pha bóng hớ hênh của Trọng Hoàng trong phòng ngự đã để lại những lỗ thủng đáng kể ở hai cánh, nơi các cầu thủ Malaysia hoàn toàn có thể khoét vào bằng những pha phản công nhanh, tận dụng sức mạnh tì đè để phá vỡ cấm trục phòng ngự, gây sức ép lên trung lộ để tìm kiếm bàn thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo rõ ràng có lý khi thông tin huấn luyện viên Malaysia sẽ cho các học trò chơi tử thủ hòng kiếm một điểm trong trận đấu này. Trong khi Malaysia có quyền lựa chọn lối chơi của mình, thì Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là tấn công để tìm kiếm chiến thắng bằng được. Dẫu cho các tuyển thủ Việt Nam có lợi thế hơn đối phương khi có hơn một tuần để nghỉ ngơi và đảm bảo thể lực cho trận đấu mang tính quyết định này, nhưng với hai chiến thắng liên tiếp,
3 điểm kiếm được trước Việt Nam sẽ giúp Malaysia chắc suất đi tiếp. Trong khi đó, một trận hòa cũng có thể làm họ hài lòng. Gánh nặng về tâm lý hẳn nhiên sẽ nghiêng về các cầu thủ Việt Nam. Dĩ nhiên, một khi bóng bắt đầu lăn, trận đấu sẽ có rất nhiều biến số, như điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo từng tâm sự rất nhiều lần. Bởi thế, ngoài tương quan sức mạnh, kết quả trận đấu còn phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý, phong độ của các cầu thủ trên sân, cũng như sự chuẩn xác trong việc điều chỉnh chiến thuật, làm công tác tư tưởng của cả hai huấn luyện viên. Hiện tại, các nhà cái châu Á đều đánh giá đội tuyển Việt Nam cao hơn hẳn đối thủ với kèo chấp một trái. Nhưng để chiến thắng, các cầu thủ Việt Nam phải biết cách biến một bàn thắng chấp đối phương ấy thành hiện thực, cũng như biến cái không sợ đội nào thành sức mạnh tinh thần chứ không phải ngược lại, thì Mỹ Đình mới có thể chống rong cờ mở sau 90 phút hứa hẹn tràn ngập kịch tính tối nay.